Với thủ đoạn vờ mua rồi chạy thử kiểm tra xe, khi dừng xe lại thống nhất giá cả lợi dụng lúc chủ xe sơ hở, hai đối tượng đã giật giấy tờ đạp ga tẩu thoát. Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã bắt giữ hai đối tượng gồm Phạm Minh Quang sinh năm 1990 và Trần Ngọc Hiếu sinh năm 1998 cùng chú tại Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội là thủ phạm gây ra vụ cướp xe. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 12, qua mạng xã hội, Phạm Minh Quang biết được trên địa bàn thành phố Phủ Lý đang có người giao bán xe ô tô nên đã rủ Hiếu đi từ Hà Nội về đến vườn hoa thành phố Phủ Lý để gặp chủ xe và thử xe. Bằng thủ đoạn giả vờ mua xe và trao đổi xe ô tô, sau đó yêu cầu chủ xe cho chạy thử để kiểm tra xe. Khi dừng lại thống nhất giá cả, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở, hai đối tượng đã giật giấy tờ, đạp ga tẩu thoát, cướp đi chiếc xe. Sau gần 30 giờ gây án, chiều ngày 16 tháng 12, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phủ Lý đã điều tra, làm rõ và bắt được hai đối tượng, Phạm Minh Quang và Trần Ngọc Hiếu khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại cơ quan công an, hai đối tượng ban đầu khai nhận do chơi bời, nợ nần nên nghĩ ra cướp tài sản. Nhiều luật sư cho biết căn cứ vào nội dung vụ việc với các hành vi của hai đối tượng trên cũng giống như là các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt khác. Hành vi chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu không thể thiếu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là hành vi cố ý dịch chuyển một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành tài sản của mình hoặc cho người khác mà mình quan tâm. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.